17 tháng 3 năm 2019 thì bệnh nhân này là do người nhà giới thiệu đến thôi. Thì tôi thử sức xem qua là cái mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân là có viêm đa khoang cấp tính, đau rất là nhiều. Từ sau một đợt cấp cứu là tương đối là ổn. Hôm em đến nhà mình ở đâu nhỉ? Con đang có hài lòng không? Sướng luôn. Con đang mà thấy thế nào rồi? Trong cứu thì thắt đồ tôi chia sẻ rất là nhiều. Theo lời khuyên chân tình của tôi không phải là tôi đánh bóng kiểu của mình đâu. Mà bệnh nhân là viêm đa xoang hay viêm xoang thì nên điều trị bằng đông y nó hay hơn. Bệnh nhân này hôm đấy tôi mang một bọc kháng sinh rất là lớn. Thì tôi muốn chứng minh rằng là tôi không dùng kháng sinh. Bệnh nhân này có thể khỏi nhanh chóng. Thì tôi châm cứu này được một tuần này. Tuần nha. Đấy thì bệnh nhân là tương đối là ổn. Đây là người thật vực thật, không phải là đánh bóng kiểu của mình. Hôm nay tôi gây chỉ cho bệnh nhân này. Để về quê em chuẩn bị đồ đi.